chào tất cả các bạn từ cái trạm dừng chân qua cầu Mỹ Thuận từ Sa Đéc á, các bạn có một cái chỗ trạm dừng chân mà mình quên coi tên gì rồi. Các bạn thấy đây là những cái chú cá hải tượng vô cùng to, rất là lạ và đẹp. Thật sự là muốn chiêm ngưỡng cái loại cá này phải đơn giản ở chỗ nào cũng có các bạn. Sẵn đây thôi mình quay để cho đem về cho các bạn. Là trôi về nơi bến khu cái gì đây chứ mấy chục ký à, nói không chín mong tay ngạt niềm thần tìm về giây phút yêu đương. Người đến rồi vội đi ai đang giữ tim mình, ta nhớ cuộc đời này những ngày thân ái bên nhau. Hè đêm trời làm mưa tan trường hối hả, em về sông lào phường buồn duyên kiếp phôi pha. Bao năm qua phong trần gót nhỏ buồn ta về hát nẻo cô đơn, ai thương ai giữa trước kỷ niệm. Ta nhớ em, nỗi nhớ dịu em. Ngày tháng nào mong nỡ thôi hết mong đợi chờ, đã lỡ duyên ban đầu ân cần xin trả cho nhau. Chiều tím chiều hoàng hôn sông về mấy nhà cây mù già tại miền Tây còn con bướm bay xa. Cái lớp 7 á, tại vì ở trên quay xuống thì không thấy rõ, nhưng mà mình quay ngang á, nhìn ở ngoài thì thấy rõ lắm các bạn. Vậy đó chỗ này chỉ được là tôi rất là người đến rồi vội đi, ai đã giữ tim mình, ta nhớ cuộc đông đầy những ngày thân ái bên nhau. Hè đêm trời làm mưa tan trường hối hả, em về sinh lạ phường buồn duyên kiếp phôi pha. Biểu diễn đưa những kỳ vi lên dãy lên chân gót nhỏ đó. Buồn ta về hiu hắt nè sớm mà có một clip gửi đến các bạn. Chúc các bạn ngày mới an lành.